Xin chào mọi người. Hiếu tên đầy đủ là Trương Thị Minh Hiếu. Hiếu hiện sinh năm 78, nơi ở là Phú Yên. Hiếu học xong hết khóa học này thì Hiếu thích nhất là cái phần trị hóa nội tiết tố. Tại vì cái phần đó ở giai đoạn tuổi mình mà sinh năm 78 thì cái nguy cơ tiềm ẩn tiền mãn kinh nó rất là nhiều, những cái giai đoạn về sau thì tốt nhất thì mình nên phòng. Phòng thì nó rỉ hơn là chống, mà nó lại giúp cho mình trị hóa tìm lại mình 10 tuổi của 10 năm trước. Wow. Và cái nữa là tăng sức đề kháng cho trẻ con. Tại vì Hiếu có kết quả của con mình á, cái tăng sức đề kháng nó rất là quan trọng cho trẻ con. Thứ nhất là sau khi mà cháu bị ốm, con ai cũng vậy hết, nó không chắc chắn là sẽ trải qua phần đó. Nhưng mà bác sĩ thì quá là bận rộn, không có thời gian để tư vấn cho mình chăm sóc tăng sức đề kháng sau khi ốm và trước khi con nó đang tuổi ăn, tuổi chơi á, thì thức ăn bây giờ nó rỗng rất là nhiều. Cho nên là Hiếu rất là tâm đắc cái phần dinh dưỡng bổ sung. Hiếu rất là tâm đắc phần đó. Nó giúp cho con khỏe mạnh và mình không phải tốn thời gian để điều trị, hoặc là mình không phải bỏ một ngày hay là mình đi bác sĩ hay là mình chăm lo. Thì cái đó nó rất là giá trị trong cuộc sống của mỗi hạnh phúc của gia đình nói chung và cá nhân sức khỏe của con nói riêng. Dạ. Cảm ơn cô rất là nhiều. Trong cái khóa học này thì phải nói chuyên sâu, vỡ òa chuyên sâu, đã đồng hành nhiều năm nhưng mà học vào chuyên sâu thì cảm thấy rất là giá trị khóa học này. Dạ, cảm ơn cô giáo nhiều ạ.